sử dụng các nguyên liệu tự nhiên vào làm đẹp đang trở thành xu hướng hot hiện nay. Đặc biệt, cách giảm cân bằng đậu đỏ được đánh giá an toàn và mang lại hiệu quả nhanh chóng. 3 phút đọc bài viết sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích. Theo dõi ngay nhé! Y, bột đậu đỏ có tác dụng gì trong giảm cân? Từ trước đến nay, đậu đỏ luôn là cái tên quen thuộc trong top thực phẩm giảm cân. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả của đậu đỏ như thế nào, chúng ta cần tìm hiểu chi tiết đặc thù dinh dưỡng của đậu nó. 1. 100g đậu đỏ chứa bao nhiêu calo? Theo các nghiên cứu, đậu đỏ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng được chứng minh cải thiện sức khỏe, tăng khả năng đề kháng. Cụ thể, 100g đậu đỏ có khoảng 60 kilocalo với đa dạng các loại vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy, ăn đậu đỏ có béo không là câu hỏi được đông đảo chị em quan tâm đến vóc dáng đặt ra. Thực tế, lượng calo trong đậu đỏ so với các loại thực phẩm khác tương đối thấp. Do đó, đậu đỏ không gây thừa năng lượng hay khiến bạn lên cân được. Vậy đậu đỏ có thể hỗ trợ giảm béo không? Hãy tìm hiểu ở phần tiếp theo. 2. Ăn đậu đỏ có giảm cân không? Ngoài hàm lượng calo thấp, đậu đỏ còn là một kho chất xơ và vitamin cực kỳ tốt cho sức khỏe. Và dĩ nhiên, với một lượng chất xơ dồi dào như vậy, ăn đậu đỏ sẽ tăng quá trình chuyển hóa và đào thải mỡ thừa. Giảm cân bằng đậu đỏ là điều khả thi, chưa kể những loại khoáng chất trong đậu đỏ như vitamin B1, FE có khả năng cải thiện tốc độ tuần hoàn máu, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa tại các phân vùng cơ thể. Thêm vào đó, đậu đỏ còn giúp bạn nhanh no và hết tình trạng thèm ăn. Chính vì thế, đây là loại thực phẩm giảm cân an toàn. Nếu có ý định ăn kiêng, bạn hãy nhanh chóng điền tên đậu đỏ vào danh sách các loại thực phẩm làm đẹp vóc dáng nhé. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé. 2. Tuyệt chiêu giảm cân bằng đậu đỏ hiệu quả trong 3 tuần. Thực đơn giảm cân bằng đậu đỏ rất đa dạng. Bài viết hôm nay sẽ chọn lọc giúp bạn 3 cách hiệu quả nhất được hội chị em ăn kiêng review tích cực trên diễn đàn làm đẹp web Chetho. Một, cách nấu nước đậu đỏ rang giảm cân. Cũng như các loại ngũ cốc khác, đậu đỏ khi rang lên và đem đun lấy nước rất tốt cho vóc dáng. Ngoài ra, uống nước đậu đỏ rang giảm cân còn giúp thanh lọc cơ thể, điều hòa nhiệt độ. Nhất là với thời tiết nắng nóng ngày hè, hướng dẫn thực hiện: lấy 100g đậu đỏ, ngâm với nước rồi loại bỏ những hạt sâu lép, cho vào nồi, thêm khoảng 2-3 lít nước rồi đun sôi đến khi hạt đậu đỏ mềm. Để nguội, chiết sang chai bỏ ngăn mát bảo quản và dùng dần, nên uống hết trong ngày. 2. Bí kíp ăn gạo lứt đậu đỏ giảm béo hiệu quả. Bên cạnh thức uống thanh mát từ đậu đỏ, bạn cũng có thể kết hợp với các loại nguyên liệu khác để tạo thành các món ăn hấp dẫn cho thực đơn ăn kiêng của mình. Gạo lứt được nhiều chị em sử dụng như một loại thực phẩm thay thế, dùng để giảm cân. Nếu như không muốn mất sức khi ép dáng, bạn hãy thử giảm cân bằng đậu đỏ nấu với gạo lứt nhé. Hướng dẫn nấu: chuẩn bị nửa bò gạo lứt, 100g đậu đỏ, vò sạch loại bỏ hạt lép. Cho gạo và đậu vào nồi, thêm 2 lít nước đun sôi, hầm thêm khoảng 15 đến 20 phút để chào và đậu được nhừ hơn. Nêm nếm gia vị vừa ăn, sử dụng đều đặn 3 bữa để có hiệu quả cao nhất. 3. Kinh nghiệm làm thạch bột đậu đỏ giảm cân. Món thạch giảm cân được chế biến từ bột đậu đỏ sánh mịn. Vào những ngày hè oi bức, đây thực sự là món ăn không chỉ những đối tượng ăn kiêng mà ngay cả trẻ em hay người lớn đều rất ưa chuộng. Cách thực hiện: trộn kỹ bột đậu đỏ và bột rau câu với nước lọc, bắc nồi lên bếp. Đổ nước rau câu vào và khuấy đều tay, chú ý để lửa nhỏ liu riu, khi thạch bắt đầu sôi và sánh lại thì tắt bếp. Để nguội, đổ ra cốc nhỏ rồi cho vào tủ lạnh ăn trước bữa trưa và bữa tối để giảm khẩu phần ăn bữa chính. 3. Một số lưu ý khi ăn đậu đỏ giảm mỡ bụng. Giảm cân bằng đậu đỏ được đánh giá an toàn. Thế nhưng, trong một số trường hợp, bạn cần ghi nhớ những lưu ý sau mới đem lại hiệu quả. Thứ nhất, tuyệt đối không dùng đậu đỏ đã hỏng, mốc hoặc nhiều hạt sâu lép, bởi chúng chứa rất nhiều vi khuẩn và chất độc gây hại cho cơ thể. Thứ hai, người có cơ địa dị ứng với đậu đỏ không nên lạm dụng để giảm cân, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thứ ba, không khuyến khích cho thêm đường khi giảm cân với đậu đỏ vì gây tác động ngược khiến bạn dễ tăng cân nhanh hơn. Thứ tư, kiên trì áp dụng hàng ngày, muốn giảm cân tức thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Thứ năm, kết hợp ít nhất với một bộ môn thể thao để làm săn chắc vóc dáng. Bên cạnh đó, hiệu quả của phương pháp giảm cân bằng đậu đỏ còn phụ thuộc vào tính chất thể trạng của từng người. Chính vì vậy, không phải ai cũng lấy lại được vóc dáng thon gọn với các thực đơn từ loại hạt này. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận.
Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.